Xin chào cô chú và anh chị. Sáng nay là chủ nhật nên em đưa thằng bé con đi rao ăn sáng. Và hôm nay em gọi bún riêu á mọi người. Đây, bún riêu ở trong miền Nam khác với bún riêu ở ngoài Bắc. Bún riêu ngoài Bắc thì thường ăn với cả ốc này, thì ăn với thịt bò này. Mà cái nước dùng của nó thì có mùi dẫm bỗng. Còn bún riêu ở trong Nam thì lại không. Đây, ở đây có hai cái cục sườn rất là to luôn, ăn cùng với huyết heo. Tô bún riêu em gọi đầy đủ luôn, có hai cục sườn to này. Còn đây là rau sống ăn cùng với bún riêu. Ở Bắc ăn rau sống thì đa số có cái rau tía tô với rau kinh giới nhiều, có rau trộn nữa. Tô bún riêu nhìn rất hấp dẫn luôn. Bây giờ em bỏ rau sống vào ăn trộn cùng. Và cái tô bún riêu này là chỉ có 30.000 thôi mọi người. Mà hai cục sườn rất là to, rồi có trong đấy có riêu cua nữa, đậu hũ, huyết heo nè. Một số quán thì có quán cho cả chả cá nữa, còn quán Coco này thì không có chả cá. Giờ em mời mọi người cùng ăn sáng với em. Bình thường là những ngày trong tuần hai mẹ con cũng ra ngoài ăn với nhau. Nhưng mà bắt đầu từ tháng 11 này, bé Bảo Lâm thì ăn sáng ở trường luôn, nên buổi sáng là đưa thằng nhỏ xuống trường cho hắn ăn sáng ở dưới kia với các bạn. Bún riêu ở trong miền Nam này thường thì có vị ngọt hơn bún riêu ở ngoài Bắc. Ở Bắc người ta nấu bún riêu thường hay cho cái dấm bỗng á mọi người, nên là có mùi dấm bỗng rất là đặc trưng luôn. Một bát 30.000 được hai miếng sườn rất là to. Nhóc con nhà em thì nhiều lúc nó cũng tự ngồi ăn được rồi, đã 3 tuổi rồi mà mọi người. Nên là ngồi ngoài hàng á, kêu hắn tự ăn thì cũng chịu khó ăn lắm. Em đã ăn xong rồi này mọi người. Bây giờ em mua thêm một phần để mang về nữa. Nhà cô buổi sáng có bán cháo lòng với cả hủ tiếu sườn đó mọi người. Đây là rau sống nhà cô này. Giờ một thau mỡ hành luôn ạ. Hành chiên đó, mỡ hành đó mọi người, nhìn ngon không? Hành chiên, tỏi chiên. Bây giờ hai mẹ con về tính tiền và đi ra về thôi. Mọi người, em mới đi ăn bún riêu về, bây giờ em đi rời vườn em hái cái trái thơm nhà em. Hôm nay nó đã chín rồi. Ở video hôm trước á, em có quay cho mọi người xem cái quả thơm mà nó to to á. Thế hôm nay nó đã chín rồi. Thời tiết hơi nắng đẹp ghê luôn á. À, trời thì đang nắng. Đây em cho mọi người xem cái trái thơm này, nó đã chín rồi nè. Đây mọi người ơi, hôm nay đã chín rất là nhiều luôn. To lắm luôn á. Đây cái tay em của bé tí này. Nhìn à, cái quả thơm này cũng phải mấy cân á. Lát nữa em về nhà em lấy cái cân xem, cân thử xem nó được bao nhiêu cân này. Rồi, nó đã chín nhìn đẹp chưa. Bình thường người ta hái thì người ta thường để chín chín vừa vừa thôi. Tại vườn nhà để cho nó chín nó nhiều một chút về ăn cho nó ngọt. Trái thơm này đang là thơm trái mùa mọi người. Trong vườn nhà em cũng có mấy trái á. Lúc sáng mẹ đã hái một trái vô nhà rồi. Trái ở gần nhà, còn trái này ở tút ở dưới cuối vườn. Bây giờ em hái thơm này. Nặng quá. Ơi, to quá trời to luôn cả nhà ơi. Mà nó rất là nặng luôn. Em cho mọi người cùng xem. Đây là lần đầu tiên mà trong vườn nhà em mà có một cái trái thơm to như thế luôn á. À, thơm quá. À, em cho vào cái rổ này, cái rổ bé tí à. À, bây giờ em đi lên trên nhà em hái thêm một ít cà muối nữa. Cà pháo mọi người. Trời, cây quả pháo hôm nay phải quả nói là nhiều trái luôn á mọi người. Cả nhà có thấy tội nghiệp cái rổ của em không? Cái rổ thì bé tí đặt cái trái thơm vô, nó muốn gãy luôn cả cái rổ. Đây, còn đây là mấy cái trái thơm ở trên này. À, cái trái này chắc cũng còn lâu, chắc tầm cả tháng nữa nó mới chín nè. À, cứ mỗi lần mà ăn xong á, thì giữ lại cái này này, cái ngọn của nó nhà em lại trồng thêm ra được một ít. Trồng ở trong vườn để có gì để có trái mình ăn luôn. Nó đang rất là tốt luôn. Có cái cây này hôm trước là mới hái xong này, bây giờ nó bắt đầu nó ra cái ngọn mới rồi.
Còn cái cây này thì chi chít cái đọt nó luôn. Rồi bây giờ em đi em hái cà đây cả nhà. Nên đây mọi người ơi, cây cà pháo này. Nhiều quả lắm, có những quả mà không ăn đến này, nó già, nó chín hết rồi. Bây giờ em hái những cái quả nào mà còn ăn được thì mang về làm nhà, làm cà muối. Để nó chín thì uống quá. Đấy, để nó chín ăn không đến này, nó chín hết rồi này mọi người. Mấy cái quả này thì cho nó rơi xuống này. Không thì để làm giống cũng được, để gây ra trồng những cái cây khác. Có cái chùm này có 3 quả bé xíu này, nó già hết rồi đó mọi người, tại nó nhiều quả quá nên nó nhỏ. Hái luôn. Ôi cái nhánh này nhiều quả luôn đó mọi người. Đây. Này, đầy quả luôn, được cái nhánh bé xíu à. Đây nữa này. Trời ơi, nhiều ghê luôn á. Cả nhà thấy không? Nhiều quả. Hái hết cái cây này chắc được một rổ luôn á mọi người. Chứ thấy thế nhiều lắm. Bên mọi người một nắm đây nữa nè. Cái cành này cũng được mấy quả này. Em hái hết luôn. À, được một rổ cà luôn rồi mọi người. Còn cái cây bên này thì nó không có tốt bằng cây bên kia nhưng mà quả cũng nhiều lắm mọi người. À, buổi sáng em đi ra vườn em hái được một ít cà pháo này. Trời ơi, về cái quả thơm này phải nói là cực kỳ nó to. Còn đây cái trái thơm bình thường nhà em đây này. Lúc sáng mà em hái cái trái này trước này. Còn cái trái này lúc nãy em hái này. Bây giờ em phải lấy cái cân ra em cân thử xem được bao nhiêu cân đây. Trời ơi, chứ nó nặng nó to lắm. Này là cân 5 cân á. Em cân thử cái quả thơm này xem nó được bao nhiêu cân nhé mọi người. Bị hút cân mất tiêu rồi. Chắc em phải lấy cái cân to ở trong nhà ra quá. Em tính cân cái cân bằng cái cân nhỏ này. Nhưng mà không ăn thua mọi người à. Cái quả thơm này to quá. Đây em cho mọi người xem hộp cân này. Đó, một trái thơm mà 6 ký mấy. Ôi vì nó là to khiếp luôn. Lát nữa em sẽ cắt ra rồi làm nước ép thơm nha mọi người. Còn cái quả nhỏ này thì để cho nó một hai hôm nữa nó chín thì ăn từ từ. À, trái thơm lúc này em đã cắt một nửa này. Em gọt một nửa trái á. Mà em chia đôi ra cái phần này là để em nhà em ăn sống này.
Còn cái phần này em sẽ ép nước ép với táo nè cả nhà. Bây giờ em bắt đầu em ép nước ép nè. Em đã ép xong phần nước ép thơm này mọi người. Có 1/4 quả thơm đấy thôi mà được 800 ml nước đó luôn đó mọi người. Em có chuẩn bị một ít đá này. Để em rót uống thử cho mọi người cùng xem nhé. Trái thơm em mới hái xong ăn, màu nó vàng ươm luôn đó mọi người. Con chào cô cháu. Dạ, con uống thử xem có ngon không nhá. Ngon không con? Ngon không? À, ngon. Đã, em mời cả nhà uống nước ép thơm với em nha. Lúc nãy cho thằng nhóc con nó uống thử mà nó khen ngon. Ngon lắm mọi người ạ. Em không có bỏ thêm đường đâu, chỉ có ép chung với cả một quả táo thôi mà nó thơm ngon lắm. Mọi người ai mà có thơm ấy thì ép thử xem với táo uống rất là ngon. Vậy đã là hết ngày chủ nhật rồi đó mọi người. Em mến chúc cô chú anh chị đang xem video có một ngày cuối tuần vui vẻ với gia đình. Nếu mọi người thấy hay thì hãy nhấn like, nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ cho em nha. Mọi ý kiến bình luận mọi người hãy để lại ý bình luận. Xin chào mọi người.